Một nữ ca sĩ được khen ngợi vì mở kênh YouTube với mục đích từ thiện. Jisoo Blackpink được khen tới tấp khi mở kênh YouTube cá nhân. Mới đây, Jisoo Blackpink đã chính thức mở kênh YouTube riêng. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Video đầu tiên trên kênh của Jisoo là vlog đi chơi London cùng Lisa. Nhan sắc đời thường không son phấn cầu kỳ của nữ ca sĩ nhận được vô số lời khen ngợi. Ngoài nước da trắng sáng ít khuyết điểm, sống mũi cao và dáng môi trái tim đặc trưng của Jisoo cũng được nhận xét là đẹp như hoa hậu. Được biết, toàn bộ lợi nhuận của kênh sẽ được Jisoo quyên góp làm từ thiện. Đây là điều hiếm nghệ sĩ nào làm được vì lợi nhuận từ các nền tảng mạng xã hội thu về là không nhỏ. Dưới bình luận, nhiều người hâm mộ dành lời khen cho chị cả của Blackpink và hy vọng nữ ca sĩ sẽ ra nhiều video hơn trong thời gian tới. Dù ra mắt chưa đầy 10 tiếng nhưng kênh YouTube của Jisoo đã chạm mốc 1 triệu người đăng ký. Trong năm tới, nhiều khả năng Jisoo sẽ tung ra MV solo sau thời gian dài ấp ủ. Nữ ca sĩ tiết lộ sẽ ra mắt sản phẩm solo sớm nhất có thể trong buổi ký tặng người hâm mộ vào tháng 9 năm ngoái. Hiện tại, Jisoo vẫn đang bận rộn với chuyến lưu diễn toàn thế giới cùng Blackpink. Theo như thông báo, chuỗi concert sẽ kết thúc vào giữa năm 2023. Người hâm mộ dự đoán Jisoo sẽ cho sản phẩm solo vào thời điểm đó.